Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải bài tập 5.12 trang 109 sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng và hình nào có tâm đối xứng? Ở dưới đây thì gồm có 3 hình đúng không ạ? Là biểu tượng của chương trình lương thực thế giới này, biểu tượng của Đại hội thể thao Đông Nam Á và biểu tượng của di sản thế giới. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng đi phân tích, quan sát và tưởng tượng để chúng ta xem là hình nào có trục đối xứng và hình nào có tâm đối xứng. Đầu tiên với hình thứ nhất, chúng ta thử kiểm tra xem hình này có trục đối xứng hay không. Thì cách để chúng ta kiểm tra một hình có trục đối xứng hay không là chúng ta thử dự đoán xem là chúng ta có thể dùng một đường thẳng để chúng ta có thể chia đôi hình này thành hai phần giống hệt nhau hay không. Đấy. Bởi vì nếu như chúng ta vẽ được một đường thẳng mà chia hình này thành hai phần giống hệt nhau thì cũng đồng nghĩa với việc là nếu như chúng ta gấp tờ giấy theo cái đường mà chúng ta vừa vẽ thì chúng ta sẽ được hai phần chồng khít lên nhau đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô sẽ dự đoán trục đối xứng của hình này bằng cách là cô sẽ chia đôi nó ra. Đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng sau khi cô chia đôi hình này ra bằng một đường thẳng thẳng đứng như thế này thì cô nhận xét được rằng hai phần ở hai bên là không giống nhau đúng không ạ? Các bạn có thể quan sát được cái hình bông hoa bên trong ở đây. Đấy, ở đây có hình bắp ngô và hình bông lúa đúng không ạ? Thì rõ ràng là hai phần này không giống hệt nhau nên là đây không được coi là trục đối xứng. Và từ đây thì chúng ta kết luận hình này không có trục đối xứng đúng không ạ? Vậy còn tâm đối xứng thì nếu như cô dự đoán tâm đối xứng của nó nằm ở chính giữa. Đấy, thì bây giờ cô sẽ lấy một điểm bất kỳ nằm ở trên cái hình bông lúa, cái hình biểu tượng này. Ví dụ cô lấy một điểm, cô đánh dấu một điểm ở đây. Đấy, bây giờ mà quay cái hình này quanh điểm chính giữa một nửa vòng. Đấy, thì các em sẽ tưởng tượng nó đang ở vị trí này mà quay một nửa vòng tròn đúng không ạ? Thì nó sẽ về vị trí ở dưới đây. Đấy, thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng thấy ngay rõ ràng cái điểm mới của nó sẽ không thuộc vào điểm của biểu tượng đúng không ạ? Nên hình này không có tâm đối xứng. Vậy hình đầu tiên không có trục đối xứng và cũng không có tâm đối xứng đúng không ạ? Sang đến hình thứ hai là biểu tượng Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Bây giờ cô sẽ thử tưởng tượng xem là trục đối xứng của nó ở đâu nhá. Thì bây giờ cô cũng sẽ chia đôi. Đấy, chúng ta sẽ chia đôi cái hình này ra. Kẻ một đường thẳng đứng xuống đúng không ạ? Thì lúc này các em có thể thấy hai phần được chia ra giống hệt nhau, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta gấp tờ giấy theo cái đường cô vừa kẻ, chúng ta sẽ được hai phần chồng khít lên nhau. Nên đường thẳng mà cô vừa vẽ sẽ được coi là trục đối xứng của hình biểu tượng này. Vậy hình này có trục đối xứng đúng không ạ? Vậy còn tâm đối xứng? Thì bây giờ cô sẽ dự đoán tâm đối xứng của nó ở đây. Đó. Thì khi đó, nếu như cô lấy một điểm bất kỳ ở đây, bây giờ cô sẽ quay một nửa vòng thì các em có thể kẻ một đường thẳng đi qua tâm này, đi qua cái tâm đối xứng ấy, nối với cái điểm mà chúng ta đánh dấu ấy. Đấy, thì chúng ta có thể thấy lúc này vị trí của nó sẽ ở đây. Đúng ạ? Thì rõ ràng là nó sẽ không giống với vị trí ban đầu. Đấy, không ở trong cái hình này. Đấy, nên là chúng ta sẽ cái điểm này mà cô đánh dấu sẽ không là tâm đối xứng của cái hình này đúng không ạ? Đấy, tương tự như vậy với hình biểu tượng của di sản thế giới, đầu tiên cô cũng kiểm tra trục đối xứng bằng cách là cô giả sử cô sẽ vẽ một đường thẳng đứng. Đó, thì lúc này hình của cô được chia ra làm hai phần giống hệt nhau đúng không ạ? Vậy đây chính là trục đối xứng của biểu tượng di sản văn hóa thế giới rồi. Di sản thế giới rồi đúng không ạ? Bây giờ trục tâm đối xứng thì cô cũng lại giả sử xem là có một cái tâm đối xứng ở đây. Đấy, bây giờ cô sẽ lấy luôn một điểm ở đây. Đấy, thì nếu như quay nửa vòng. Đấy, nó đang ở đây đúng không ạ? Quay nửa vòng. À, quay nửa vòng này. Đấy, thì rõ ràng là lúc này nó nằm ở đây. Đấy, thì các em có thể thấy rằng là cái vị trí mới của nó thì rõ ràng là không trùng khít với cái hình ban đầu đúng không ạ? Đấy, nên là khi chúng ta quay một góc, quay nửa vòng quanh cái điểm mà cô dự đoán thì chúng ta được một hình mới không trùng khít lên hình ban đầu. Vậy thì ở đây hình này không có tâm đối xứng nữa đúng không ạ? Như vậy kết luận lại thì chúng ta có các hình có trục đối xứng bao gồm hình B và hình C đúng chưa? Vậy câu trả lời đầu tiên của cô sẽ là như sau. Hình có trục đối xứng là hình B và C đúng không ạ?
Còn hình có tâm đối xứng thì cả ba hình này đều không có tâm đối xứng đúng không ạ? Vậy cô kết luận là không có hình nào có tâm đối xứng. Rồi như vậy là cô và các em bằng cách quan sát tưởng tượng thì chúng ta đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập 5.12. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em một tập tốt.